Rồi ok, chào các bạn nha. Thì trước tiên đến với những video đi săn thì anh em mình mở 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 hộp nè. Tiếp tục là cục hàng của anh Đám nha. Rồi ok. À, mình có đặt cho anh Đám một mét thun. Thì không nghĩ thun ghi sai nha anh em. À, chỗ anh Đám bán 1 mét như vậy là nó 140k bao ship của anh em ơi. Đây. À, khổ thun này thì khổ thun của mình bắn ngay, anh em có thể là mua chỗ shop của anh Đám á, thì anh em có thể kêu anh Đám cắt theo yêu cầu của anh em nè. 1 mét thun rất là nhiều luôn anh em. Mình chơi thun tự buộc thì nó rất là ngợi luôn. Đây, bên cạnh đó thì anh Đám có tặng cho mình một cái hộp đựng thun khi đi săn nè anh em. Thun rồi để vô đây 1 2 3 4 5 6 7 8. Mấy cái hộc này mình có thể mở ra được luôn nè anh em. Đó. Rồi, thì dưới một mớ dây. Dây lộn, dưới một mớ da nè anh em. Da này da A7 nha. Da này rất là mềm, rất là bền luôn. Với một cuộn dây cột. Và một cái ghim luồng nè anh em. Và một cái bia tập bắn ha. À, tổng hóa trơn cái chỗ này là đây là 140k bao ship từ shop của anh Đảm Nguyễn nha. Rồi ok, thì anh em có cần mua bi thun ná gì thì cứ trực tiếp liên hệ số điện thoại của anh Đảm Nguyễn, thì mình sẽ để số điện thoại của anh Đảm Nguyễn ở bên góc màn hình bên đây ha. Rồi thì bây giờ thì mời anh em cùng theo dõi cuộc hành trình đi săn của mình hôm nay, rồi có săn được những gì không nha anh em. Ok, let's go anh em ơi. Lớp anh em. Lớp anh em ơi, một con. Thì sao lắm được? Túa lòng cho anh em. Có chú đó, ông ngủ rồi sao vô trời. Sao giờ anh em? Rớt ra trong này nè. Không biết nữa, trên dây điện này anh em. Bắn rớt đây nè coi. Rồi giờ sao đây? Qua anh nói nghe nè, anh mới bắn rớt con cung đó rồi sao giờ lụm giờ giờ lụm giùm anh cô ơi. Rồi cây okay, giờ mình sẽ tìm cách nhảy vô để lụm cung này nha anh em. Vậy xe ngang mình thấy phớt ngang có một con cu hay gì đó anh em ơi, mình gìn thử coi. Góc này khó bắn quá. Rớt. Rớt. Hợp bi anh em ơi. Hợp bi luôn rồi kìa.
Trời gì mà bay được luôn kìa anh em. Trời ơi là trời. Còn lại thiệt chứ. Cô bắn cá bốc chứ đó mà bay bình thường trời. Ghẻ mạt thiệt chứ. Gì còn con nói gì kìa anh em. Gớp. Con này phải gớp. Kìa anh em. Cho anh em thấy không? Ơi cu con hay gì á trời. Đây không có cái cây luôn. Gì là hai con cặp anh em ơi. Con kia anh bắn ôm bi kìa. Bắt không được. Trời trời vô đây nè ông anh ơi. Rồi sao giờ? Không lẽ nào lội xong anh em. Rõ ràng tới một cặp lắm. Con kia ôm bi rồi, con này dính đạn. Thôi kiếm đường xử lý anh em ơi. Rồi cuối cùng cũng vớt lên được rồi anh em ơi. Cu cọp mà con cu này nó còn non. Mình tưởng đâu con cu đắt không mà phải mình biết cu còn phải mình biết cu cờ mà nó còn non mình đâu có bắn đâu. Thôi lỡ bắn rồi thì thôi mình lấy về ha. Ok tiếp tục anh em ơi. Chiến dịch kìa anh em. Dịch này chắc hư rồi quá. Kìa kìa kìa. Ở ngoài kia mình thấy có hai trứng ở đằng xa xa kìa. Ở đây ăn trứng nè mà nó hư rồi. Bữa hổng đi đây nè thấy có cái con dịch ta đang. Ta đóng lại kìa kìa. Có hai trứng rõ ràng không anh em. Xin nhé. Rồi. Xin không hả má ơi. Rồi luôn. Đấy. Hai trứng nha nè em. Này vô có dịch lạc hay sao sao mà hai trứng gì đây mà tao không thấy trời. Nè anh em. Còn nha, còn. Chưa hư chưa. Tại vì nó đóng bợn anh em. Rồi nhìn coi còn ở đâu nữa không. Còn mình lụm luôn. Rồi được hai trứng không dịch. Rồi ok, đi nãy giờ được có con một thấy thằng em nó tội nghiệp mình hỏi nó ăn không mình cho nó luôn rồi nha anh em. Nãy được con cu đất nữa mà mình không có quay kịp. Rồi giờ trời nắng quá trời nắng rồi thôi chắc mình xin phép kết thúc cái video này lại tại đây quá anh em. Hẹn anh em vào những video đi thân tiếp theo của mình ha. Rồi ok bye bye anh em, chào anh em nha.